Hello anh em, khung cảnh làm việc ngày mới của bên mình nhá. Đấy. Idol Tú đẹp trai đang chuẩn bị scan để thực hiện cái tác phẩm này ở trên người. Em có cảm thấy tự tin không em? Quá tự tin này. Quá tự tin à? Liệu có chịu đau được không? Không à. Không à? Chắc có ủ tê không? Ủa. Thôi đừng, ủ tê xấu lắm. Đó. Còn này, bà này đang thực hiện là thực hành trên da thật, đánh nhật bổn, nhật cổ. Đau không? Hot boy xăm chỗ. Hot boy xăm chỗ có những hình xăm rất là chất. 11991 mãi đỉnh anh em nhé. Đánh dùng ít lực tay thôi, dùng lực nhiều thì nó bị sát thương. Còn bạn học sinh mới này là đang đi lét cái bài này, sau đó sẽ tiến hành đánh khối. Bạn này thì học cái khóa học cấp tốc chuyên màu và sẽ thực hành những cái kỹ thuật màu ở trên cái bông hoa sen này. Đấy. Ok anh em, mình vẫn rất còn rất là nhiều chỗ nha. Anh em nào mà học thì mình sẽ dẹp hết cái gương này, ghế này đi, mình sẽ kê bàn cho anh em để cho anh em học cho sướng. Bỏ nghề tóc luôn, dẹp tóc, đấy, làm độc xăm thôi, dạy anh em, cho anh em học về anh em kiếm tiền. Học xăm bên mình thì khóa học cấp tốc chỉ 3 tháng thôi nhé. 3 tháng là anh em có thể là hoàn toàn xăm được tất cả những cái hình thể loại như là Nhật cổ, hình châu Á hoặc là hình Nhật lưu. Đó. Anh em có nhu cầu thì đừng quên inbox cho mình qua số điện thoại Zalo là 0789115666 anh em nhé. Ok anh em. Huy có làm hình không? Mang ấm lên pha chè đi, tí anh lên anh chơi đi. Đây gần xong rồi. Đấy. Phượng này là phượng tỉa của sư phụ Quang Kim mình. Nhưng mà nếu như cái con phượng này thì chúng ta vẫn áp dụng được hai cái thể loại làm khác nhau. Đó chính là làm đen trắng, đánh theo kiểu là hình châu Á, hoặc là vào màu theo phong cách hình châu Á hoặc là Nhật lưu cũng đều được anh em nhé. Mình phối màu làm sao cho nó hợp lý là được. Đấy, còn hoặc là chúng ta có thể xăm tỉa như là cái phong cách truyền thống làm cái con phượng này. Anh em thấy dáng này được không? Đấy, lên kín ngực nhé, kín người trước. Cầm máy xăm này có vẻ tiện đấy nhỉ? Máy xăm nó mua của ai? Phạm Quang. Anh không biết ông đấy. Không được, đi led thế này cũng được rồi. Kim mấy đây? Đi kim 5. Kim 5 á? Đi kim bé đây. Hay chỉ có kim đấy? Em quên cho kim mấy đồ ấy. Thế yeah. Quên thì lại xin các bạn thôi. Không kim đấy đâu anh. À? Thế thì xin anh thôi. Hoặc là order lên một hộp, tha hồ mà làm. Có mang kim đánh bóng không? Dạ không. Không luôn á? Ôi thế thằng này nó đi học lưng cao mà nó quên mang đồ, thế này chết dở. Lấy bố tay không mà xăm thế chứ. Không đâu nhỉ? Có làm tí nhạc sàn không? Có làm tí đồ nữa không? Có á, cái gì cũng gật. Là hôm nay đánh hết khối thôi, hôm sau vào màu, học màu xong thì vào màu. Da hơi đen, da bạn model lại hơi đen tí, sáng sáng lên tí thì đẹp, trắng trắng. Xăm đẹp xong về phải tắm trắng đi nhé. Đấy, còn cái ngực này mới hôm nữa thiết kế làm nốt lên đây này. Đấy. Ok không? Được, trên này vòng ra làm bông hoa ở đây nữa, ngực to phết đấy nhé. Ok anh em, video ngắn của mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Anh em đã xem video này thì đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.